thông báo của ban quản lý điện hợp tác xã dịch vụ Thiểu Đô thị trấn Thiệu Hóa về việc thu tiền điện hàng tháng. Kính gửi cán bộ và nhân dân tiểu khu 7 thị trấn Thiệu Hóa, căn cứ vào biên bản hợp đồng mua bán điện giữa hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiểu Đô thị trấn Thiệu Hóa với các hộ sử dụng điện thuộc đơn vị tiểu khu 7 nhằm đảm bảo dòng điện sáng hoạt động thường xuyên và liên tục phục vụ trong sinh hoạt và làm dịch vụ kinh doanh, thời gian thu tiền điện từ ngày 22 đến ngày 24 hàng tháng. Địa điểm thu tại nhà văn hóa tiểu khu, buổi sáng thu từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều thu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ cùng ngày. Vậy tổ thờ điện khu vực cổ đô xin thông báo, trân trọng và kính mời nhân dân và cán bộ tiểu khu 7 và một phần nhân dân cán bộ tiểu khu 8 về nạp tiền điện đúng kỳ hạn. Xin trân trọng cảm ơn. Kính gửi cán bộ và nhân dân tiểu khu 8, số còn lại chưa nạp, thời gian thu tiền điện từ ngày 25 đến ngày 26 hàng tháng. Tổ thờ điện khu vực xin thông báo và kính mời nhân dân và cán bộ tiểu khu 8 số còn lại địa điểm tại nhà văn hóa tiểu khu để nạp tiền điện. Thời gian buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, thời gian buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ cùng ngày. Nếu sau ngày 27 hàng tháng hộ nào chưa nạp tiền điện, tổ thờ điện khu vực đến tận nhà tạm ngừng cung cấp điện, việc đóng tắt trở lại, gia đình chịu hủy tổn. Điện là tài sản quốc gia, điện mang ánh sáng mọi nhà lôi chung. Thông báo của ban quản lý điện hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiểu Đô thị trấn Thiệu Hóa về việc thu tiền điện hàng tháng. Kính gửi nhân dân và cán bộ tiểu khu 7 thị trấn Thiệu Hóa, căn cứ vào biên bản hợp đồng mua bán điện giữa hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiểu Đô thị trấn Thiệu Hóa với các hộ sử dụng điện thuộc đơn vị tiểu khu 7 nhằm đảm bảo dòng điện sáng hoạt động thường xuyên và liên tục trong sinh hoạt cũng như làm dịch vụ kinh doanh, thời gian thu tiền điện từ ngày 22 đến ngày 24 hàng tháng, địa điểm thu tại nhà văn hóa tiểu khu, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều thu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ cùng ngày. Về tổ thờ điện khu vực xin thông báo và kính mời nhân dân và cán bộ tiểu khu 7 và một phần nhân dân cán bộ tiểu khu 8 về nạp tiền điện đúng thời gian. Xin trân trọng cảm ơn. Kính gửi nhân dân và cán bộ tiểu khu 8 số còn lại chưa nạp, thời gian thu tiền điện từ ngày 25 đến ngày 26 hàng tháng. Tổ thờ điện khu vực xin thông báo và kính mời nhân dân cán bộ tiểu khu 8 địa điểm thu tại nhà văn hóa tiểu khu để nạp tiền điện, thời gian buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ cùng ngày. Nếu sau ngày 27 hàng tháng hộ nào chưa nạp tiền điện, tổ thờ điện đến tại nhà tạm ngừng cung cấp điện, việc đóng tắt trở lại, hộ gia đình phải chịu hủy tổn. Điện là tài sản quốc gia, điện mang ánh sáng mọi nhà lôi chung. Sau đây mời quý vị và các bạn đón nghe một chương trình ca nhạc.